chào các bạn. Hiện tại mình đang lên dốc cầu Cái Gốc. Chiều nay mình tiếp tục chở các bạn đi dạo một vòng thành phố Bến Tre. Nay là 31 tháng 12. Đó. Chỉ còn có vài giờ nữa thôi là sẽ tới Tết, bước qua năm mới 2023, sắp hết năm rồi. Chờ chở các bạn đi dài đường, xem đường phố ngày cuối năm nó như thế nào nha. Đây, giờ là mình chuẩn bị lên dốc cầu Hàm Luông nha các bạn. Đường chiều nay là thứ bảy cuối tuần, 31 tháng 12, giờ là nghỉ lễ nữa, cho nên mấy bên kia xe đổ về, công nhân về quê ăn Tết. Giờ là mình đang lên dốc cầu. Sài Gòn, thẳng tiến Sài Gòn. Đó, về Sài Gòn các bạn ơi. Quá đã. Đây là cầu Kênh Sáng. Mình đã tới cầu Kênh Sáng rồi. Và đây là siêu thị Vô. Đó, siêu thị Vô buổi chiều.
đẹp không? Go đó, siêu thị Go à, buổi chiều trước mặt các bạn là dòng xây ngã tư Tân Thành đó, quẹo tay phải vô thành phố Bến Tre. Giờ mình sẽ quẹo tay trái nha. Wow, đây mặt tuyến Sài Gòn các bạn ơi, đó, Long An, thành phố Hồ Chí Minh. Wow, phút này bán bánh kẹo rồi nè, mấy người đi Sài Gòn ghé đây là mua. Đường chiều mát mát trời, chạy xe đi đã. Đây bến xe Bến Tre các bạn ơi, tới bến xe rồi. Ai đi xe không? Đi xe không, thả xuống cho đi xe, dính đèn đỏ. Nổi vú sữa bánh ít, ai ăn món gì? Dừa sáp, đây bán dừa sáp à. Dừa này lấy không biết ở Trà Vinh hay gì, không biết, bán quá trời luôn. Dạ thế nè, sáp rồi, bên Trà Vinh. Wow, dừa, kinh khủng dừa. Mặt các bạn là dòng xây Hữu Định, mình đã đến dòng xây Hữu Định rồi. Đây quẹo tay phải là đi dòng Trôm Ba Tri, quẹo tay phải là về trong thành nha các bạn. Đây dòng xây Hữu Định, tại sao đặt là dòng xây Hữu Định? Wow, có bông bông hoa vậy cơ. Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tỉnh đó. Lên tới Nghĩa Trang Tỉnh luôn à. Đó, trước mặt các bạn là ngã tư Tường Đậu. Giờ tới ngã tư Tường Đậu rồi, dướng cái đèn đỏ nữa. Đó, đây là mũi tàu, rẽ phải là mình sẽ ra cầu Bà Lai đi Bình Đại, còn bây giờ là mình sẽ rẽ trái đi ra cầu Rạch Miễu. Đường chiều mới nãy mặt trời còn dội sáng sáng, giờ tối thui à. Công viên buổi chiều đây đó, không đây cho các bạn xem đường chiều khúc đoạn đường ra cầu Ba Lai đây, đẹp không, quá trời luôn ha. Quán giờ này nó lên đèn rồi nè, thấy mê không? Khúc này là bán ba cái đồ lưu niệm với bánh kẹo, kẹo dừa, bánh ú, bánh ít. Này bán rễ đinh lăng nè, này chở bán ba rễ đinh lăng cho ngâm rượu, ngâm rượu, này ngâm rượu thuốc,
tết uống ha. Đó, dài dài đường ở đây nè, đường bên đây vắng que, đường bên kia đổ về nhiều nhiều. Còn mấy cái sạp bán bánh dừa nè, nem treo nhìn thấy đỏ vàng chứ, bánh dừa treo màu vàng, nhưng mà đó là vỏ không à, như đâu có bánh mà thấy treo cái sâu sâu không biết, không biết treo vỏ hay treo bánh không biết, thấy treo nhiều quá. Còn này là cầu Bà Lai nha các bạn, đây giờ mình lên dốc cầu Bà Lai đây. Wow, đó, cầu Bà Lai, xe Sài Gòn đổ về coi, nôm nớp luôn. Wow, wow, cứ qua mỗi một cái nhịp về cái nó nhịp, wow, nó lắc, nó nhúng, đi qua nó không có im, nó có cái khớp ngay chỗ đó đó. Đó, đoạn đường này chút nữa tối, chút nữa lên đèn nữa nhìn mới đã. Đó, giờ chạy đường lớn không, mênh mông luôn ha. Đó, cho các bạn xem đoạn đường quá đã luôn, bao lô luôn. Wow, bức này người ta bán nè, nhìn thấy không, đã không, đó khủng khiếp. Ơ, bánh kẹo rồi, dài dài bên đường kẹo dừa thanh long. Quá trời không, thanh long à. Trước mặt các bạn là ngã tư An Khánh nha, mình đã đến ngã tư An Khánh rồi đó. Wow, ô xe ở trên An Khánh đổ về, chắc ở trên Phà đi về, thấy ở trên An Khánh đổ xuống quá chừng rồi. An Khánh đổ về vậy là đi Phà, nó giảm tải cầu Rạch Miễu, trạm thu phí cầu Rạch Miễu các bạn ơi. Wow, đây mình đã đến trạm thu phí cầu Rạch Miễu. Mé bên đường bên này là vắng tanh luôn, thoải mái vô tư. Đó, giờ chắc 5:30 quá. Đó, mát mẻ không, vắng vẻ luôn. Bên kia là xe đổ về nườm nượp, xe trên Sài Gòn đổ về là tấp nập luôn, còn xe bên đây bị kẹt ùn ứ lại rồi, xe Bến Tre lên là bị vướng rồi nè. Đó, đây cho các bạn xem, xe Bến Tre lên đã bị vướng rồi đây. Xe hơi là bắt đầu dính từ ngoài cầu Rạch Miễu vô tới trạm thu phí rồi nha các bạn. Còn xe hai bánh chắc còn đi được nè, còn được một làn. Còn này là hai làn bốn bánh là nó bị kẹt rồi, cho nên hồi nãy ngay chỗ dòng xe ăn khánh thấy xe ở trên nó đổ xuống bên tay trái á, đổ xuống quá trời đông luôn. Là có nghĩa là ở cái đầu bên kia người ta đi Phà Rạch Miễu xuống, đi Phà qua cho nên nó đỡ kẹt quá trời luôn. Trước mặt các bạn là cầu Rạch Chuối. Đó, đoạn này là cầu Rạch Chuối nha các bạn, cầu Rạch Chuối.
có một chút xíu à. Đường thì lớn nhưng mà cái cầu ở đây nó nhỏ, cho nên mỗi lần xe qua chỉ được có một hàng xe. Wow. Đây. Cầu rạch chuối. Quá trời xe không? Khủng khiếp. Cầu dẫn ra lên cầu Rạch Miễu nha các bạn. Này là mình đang vô đoạn cầu dẫn. Xe lên là chỉ bò từ từ có một hàng xe thôi. Dẫn vô. Quá trời luôn. Kinh khủng. Này ngày thường nó còn kẹt, nói chi tới mấy ngày lễ Tết. Ra đường ở trọng thì lớn, nhưng mà ra tới đây đi được có một hàng xe thôi. Đó. Vậy đó. Ra đây là có một làn xe, một làn trong là hai bánh, làn ngoài bốn bánh hết. Đường này nó đi ít nhất phải bốn làn xe đồ chịu mới nổi. Quá trời, trên Sài Gòn đổ về. Wow. Rồi. Mình đã tới Cồn Thới Sơn. Cồn Thới Sơn nha các bạn. Giờ chuẩn bị lên dốc cầu Rạch Miễu. Wow. Lên dốc cầu Rạch Miễu luôn. Wow. Được chưa? Cầu Rạch Miễu buổi chiều ngày cuối năm 31 tháng 12 năm 2022. Đó, xe đổ về Sài Gòn. Còn mình là thẳng tiến về Sài Gòn. Ha ha. Hiểu không? Lên dốc cầu Rạch Miễu luôn. Wow. Thấy không? Bon bon luôn. Đỉnh rồi, sắp lên tới đỉnh rồi các bạn ơi. Ha ha, vô đoạn dây văng. Quá đẹp không? Tới đỉnh. Mình tới đỉnh. Lên đỉnh nhìn xuống thành phố nè. Không? Nhìn xuống thành phố nè. Ô, cái lai cam nè. Không nhìn xuống thành phố Vinh. Ủa, Tiền Giang chứ. Mỹ Tho. Đó. Thành phố Mỹ Tho xuống dốc cầu. Wow. Ê, thành phố Mỹ Tho đây.
Ồ, ghê chưa? Bên này nó kẹt xe hơi đầu cầu Rạch Miễu, bên đây kẹt rồi à. Xe hơi bên đây mới kẹt. Quá trời luôn. Còn mé đi Sài Gòn thì trống trải thoải mái vô tư. Đó, mấy anh kia là kẹt vậy. Đây, cầu K20. K20 các bạn ơi. Đó. Quá trời luôn. Mình đã tới Mỹ Tho rồi, quá dữ luôn. Mình đã đến Mỹ Tho. Wow. Đường Mỹ Tho buổi chiều. Giờ mình xin tạm biệt các bạn ở đây nha. Tới đây là tới đâu rồi mình cũng biết luôn. Tới đây là chỉ biết ở phường 6 thành phố Mỹ Tho. Bye bye các bạn.